Tiếp theo xin được chúc mừng công ty cổ phần văn hóa giáo dục Worldlink được thành lập năm 2011 với sứ mệnh trao kiến thức, tạo thành công, đã trở thành đơn vị uy tín trong các lĩnh vực đào tạo giáo dục, đào tạo luyện thi IELTS và đào tạo nghề tư vấn du học, hiện đang phát triển tại các thị trường quốc tế như Hoa Kỳ, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản và Canada. Worldlink là hệ thống đào tạo đã có tất cả các chi nhánh ở khắp ba miền Bắc Trung Nam, và chúng tôi có tất cả các cái dịch vụ đào tạo ngoại ngữ, đào tạo nghề để chắp cánh cho học viên đi du học nước ngoài. Đây là những cái đặc điểm nổi trội nhất của Worldlink mà các trung tâm du học khác không có. Chúng tôi đã trang bị cho học viên hành trang về ngoại ngữ, hành trang về nghề cho học viên khi đi ra nước ngoài sẽ có một cái nghề để mưu sinh và sẽ có cái kiến thức ngoại ngữ để hội nhập với thế giới tự tin hơn ạ. Tôi đang rất là vinh dự khi được nằm trong top 10 của doanh nghiệp uy tín tại Việt Nam. Và đây là những cái động lực để tôi sẽ cố gắng phấn đấu để phát triển doanh nghiệp tôi ngày một uy tín mạnh hơn ạ.